Ocarina. Chào mừng tất cả các bạn đã cùng nhau quay trở lại với series Thông Thạo Súng. Ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tăng sức mạnh của mẫu tiểu liên MP5 với top 5 mẫu skin mạnh nhất của khẩu súng này nhé. MP5 Thiên Thần Bạch Kim. Nhắc tới các mẫu skin của MP5, chúng ta không thể nào bỏ qua được MP5 Thiên Thần Bạch Kim, mẫu súng nâng cấp xịn sò nhất của MP5. Đây là mẫu skin có vẻ bề ngoài vô cùng bắt mắt với đôi cánh vàng sang trọng. Bên cạnh đó là sức mạnh không thể xem thường. Sức mạnh của MP5 Thiên Thần Bạch Kim là vô cùng bá đạo khi được cộng thêm 2 sát thương và 1 tốc độ bắn. Điều này đã giải quyết được vấn đề lớn nhất của tiểu liên MP5 là sát thương của mỗi viên đạn không thực sự quá cao. Anh em nào sử dụng MP5 Thiên Thần Bạch Kim để kết liễu kẻ địch thì phải gọi là phê nhức nách luôn. Ngoài ra, MP5 Thiên Thần Bạch Kim có nội tại ẩn tăng thêm EP khi gây ra sát thương. Đây là sức mạnh vô cùng hữu dụng, đặc biệt phù hợp với chế độ chạy bo sinh tồn và kỹ năng của The Beast. Tuy nhiên, MP5 Thiên Thần Bạch Kim sẽ bị trừ đi 1 điểm tốc độ thay đạn. Vậy nên, hãy lưu ý và sử dụng thêm kỹ năng của cô nàng Nikita để khắc phục vấn đề này nhé các bạn. MP5 Thỏ 7 Màu. Cái tên tiếp theo trong danh sách ngày hôm nay sẽ là skin mới nhất của tiểu liên MP5, MP5 Thỏ 7 Màu. MP5 Thỏ 7 Màu được rất nhiều người chơi Free Fire yêu thích bởi sở hữu vẻ bề ngoài vô cùng đáng yêu với hình dạng một chú thỏ ôm trong mình một củ cà rốt. Ngoài ra là nguyên combo bom keo, hòm sát, lựu đạn thỏ 7 màu siêu cute for my que. Trái với vẻ bề ngoài dễ thương, MP5 Thỏ 7 Màu lại có cho mình một sức mạnh vô cùng đáng sợ và khiến cho đối phương phải khiếp sợ khi đối đầu. Với việc được cộng thêm tận tới 2 tốc độ bắn và 1 tốc độ thay đạn, việc kết liễu đối phương có thể chỉ diễn ra trong tích tắc mà thôi. Đừng quên kết hợp thêm kỹ năng của Luna để tối đa hóa lượng tốc độ bắn của MP5 Thỏ 7 Màu nhé anh em. Tuy nhiên, MP5 Thỏ 7 Màu sẽ tương đối yếu về độ chính xác, vậy nên hãy bắn thật cẩn thận để tâm súng không bị phình to ra quá. Đồng thời, kết hợp thêm bộ kỹ năng của Derby và Laura để tăng khả năng độ chính xác nhé. MP5 Quỷ Quyệt. MP5 Quỷ Quyệt luôn được cộng đồng người chơi Free Fire đánh giá một trong những skin mạnh nhất của MP5. Bên cạnh khả năng bắn nhanh được cộng tận tới 2 điểm tốc độ bắn, MP5 Quỷ Quyệt còn nổi bật khi được cộng thêm 1 điểm xuyên giáp và là mẫu skin hiếm hoi của MP5 có khả năng xuyên giáp. MP5 Quỷ Quyệt sẽ đặc biệt phù hợp cho những anh em yêu thích sử dụng tiểu liên nhưng lại không có kỹ năng kéo tâm quá tốt. Vì với tốc độ bắn nhanh và khả năng xuyên giáp mạnh mẽ thì các bạn chỉ cần bắn vào người của đối phương thôi cũng đã rất đau đớn rồi, chứ đừng nói là headshot. Để tối đa hóa sức mạnh của MP5 Quỷ Quyệt thì hãy kết hợp thêm bộ kỹ năng chủ động của Trono hoặc Kenta cùng với tốc độ bắn nhanh của Luna, khả năng xuyên giáp của Hayato và kỹ năng dành riêng cho tiểu liên Nikita. MP5 Hắc Pháp. Mẫu skin MP5 tiếp theo chắc chắn được sinh ra dành cho những người anh em nào yêu thích lối chơi tấn công mạnh mẽ khi sở hữu cho mình bộ chỉ số cực mạnh và vô cùng bá đạo. Nếu như MP5 Quỷ Quyệt chỉ tăng 1 điểm xuyên giáp thì MP5 Hắc Pháp sẽ cộng thêm tận tới là 2 điểm xuyên giáp và đồng thời là 1 điểm sát thương. Ngay từ đây thôi là cũng đủ thấy sức mạnh của MP5 Hắc Pháp đáng sợ như thế nào rồi, đúng không anh em? MP5 Hắc Pháp sẽ không được cộng thêm bất kỳ một điểm tốc độ bắn nào và bị trừ đi 1 điểm của tốc độ di chuyển. Vậy nên hãy sử dụng ngay combo kỹ năng của bộ đôi Luna và Kelly để khắc phục được nhược điểm này. Đồng thời kết hợp thêm kỹ năng của Hayato để tối đa hóa lượng sát thương và xuyên giáp nhé. MP5 Phẫn Nộ. Khẩu súng cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay chính là MP5 Phẫn Nộ. Một mẫu MP5 tuy có ngoại hình không quá nổi bật nhưng sở hữu sức mạnh cũng không phải là dạng vừa. MP5 Phẫn Nộ là skin MP5 đầu tiên được tăng tận tới 2 tốc độ bắn nên không thể xem thường đâu nha. Ngoài ra, MP5 Phẫn Nộ còn được cộng thêm 1 điểm chính xác, vậy nên MP5 Phẫn Nộ vô cùng thích hợp cho những người giao tranh tầm gần và những anh em yêu thích kéo tâm vuốt đầu. MP5 Phẫn Nộ cũng bị trừ đi 1 điểm băng đạn, chỉ số này không thực sự ảnh hưởng đến sức mạnh của MP5, vậy nên anh em cứ yên tâm mà sử dụng nhé. Và đó là tất cả những skin ngon nhất của tiểu liên MP5. Anh em có biết thêm mẫu skin nào mạnh của MP5 nữa không? Nếu có thì hãy để lại bình luận để cho mọi người cùng biết nhé.
Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu Esports đỉnh cao.